Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 9 Xin mời mở bản kinh ra Lần trước giảng đến Cõi trời dục giới Sở vị tứ thiên vương thiên Đao lợi thiên Tu diệm ma thiên Đau xuất thiên Hóa lạc thiên Tha hóa tự tại thiên Đã giảng đến đoạn này Đoạn này Chúng ta đã giảng Cõi trời tứ vương rồi quan trọng là phải hiểu được pháp biểu trưng của tứ vương thiên thì chúng ta mới có thể chân thật được lợi ích nói một cách đơn giản đông phương trì quốc thiên vương chúng ta xem tên là biết ý nghĩa vì thiên vương này dạy cho chúng ta làm thế nào bảo vệ quốc gia vĩnh viễn được hưng thịnh không bị suy thoái từ cái ý nghĩa này suy rộng ra làm thế nào có thể bảo vệ được gia đình mình làm thế nào có thể bảo vệ chính mình chúng ta tạo dựng sự nghiệp ở trong đời này nổi danh bốn bể để đức cho hậu thế đây là thành tựu chân thật của chúng ta ở trong đời này cho nên ý nghĩa này rất sâu rất rộng nam phương thiên vương là dạy chúng ta phải mong cầu tiến bộ thời đại vĩnh viễn đang tiến bộ chúng ta thường hay nói những người nào đó không theo kịp thời đại ý nghĩa là ở chỗ này thời đại đang biến đổi mỗi ngày đang tiến bộ mỗi ngày tiến có tiến về hướng thiện nhưng cũng có tiến về hướng ác đây là điểm mà chúng ta không thể không phân biệt. Nếu như tinh tấn theo hướng thiện, thì là tích cực. Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Nếu như tinh tấn theo hướng ác, đây là nói tinh tấn theo tham sân si mạng, thì nhất định sẽ đem lại động loạn cho xã hội, thiên tai nhân họa như vậy thì mọi người phải chịu khổ rồi đây là điều nhất định phải phân biệt rõ ràng phần trước đã từng giảng qua rồi chư phật tán thán thế tôn biết pháp khổ lạc câu nói này rất tuyệt vời niềm vui chân thật không những vui trong đời này vui trong đời sau mà kiếp sau vĩnh diễn vẫn hưởng niềm vui thì đây mới là niềm vui chân thật. Nếu như nói là trong đời này chúng ta hưởng lạc đời sau thọ khổ thì là quá sai rồi. Quá đổi sai lầm. Những người trong đời này được vui nhưng đời sau phải chịu khổ báo không biết là nhiều bao nhiêu đây là điều chúng ta không thể không cảnh giác trong khi hưởng lạc thì thường tạo nghiệp phước báo hưởng hết rồi nghiệp ác hiện tiền bạn sẽ đến tam đồ để thọ báo đây là sai lầm quá lớn cho nên Nam Phương Thiên Vương Đại biểu cho tinh tấn Có trí huệ Tinh tấn có lý tánh Không phải si mê Không phải phàm tình Tây Phương Thiên Vương Là Quảng Mục Thiên Vương Vậy chúng ta xem nhiều Cũng chính là học tập nhiều Bắc Phương Thiên Vương là Đa Văn Thiên Vương Xem nhiều, nghe nhiều vĩnh viễn ở vị trí học trò cũng chính là ta vĩnh viễn là một người học trò chỉ có chứng được phật quả cứu cánh viên mãn thì mới có thể chân thật làm lão sư bồ tát đẳng giác vẫn là học trò huống hồ những cấp bậc khác chính mình vĩnh viễn phải ở địa vị học trò cổ nhân trung quốc nói sống đến già học đến già học không dứt cũng là cái ý nghĩa này cả một cuộc đời đến già rồi vẫn còn ham học Trong Phật Pháp gọi là học nhân Học nhân chính là làm học trò Học tập làm người Vĩnh viễn đều đang học tập làm người Người nào có thể làm người tốt Làm được viên mãn Không có một mảy may khiếm khuyết gì Người đã thành Phật Chỉ có Phật mới là người hoàn hảo Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này cần phải chăm chỉ học tập vật ở trên tay tứ thiên dương cầm chúng ta dùng cách nói hiện nay để nói mọi người dễ hiểu đó là đạo cụ đạo là pháp biểu trưng khiến cho bạn nhìn thấy tiếp xúc đến liền biết được đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh liền biết được phải nên nắm nguyên tắc này mà học tập trên tay đông phương thiên vương cầm là đàn tỳ bà là một loại nhà cụ không phải là ngài thích ca hát thích khiêu vũ cách nghĩ này của bạn là sai rồi ngài dùng cái này để đại biểu cho Phải làm thế nào Để hộ trì quốc gia của mình Bảo vệ nước quan trọng nhất Là phải hành trung đạo Nho gia nói trung dung Là đạo trung dung Phật Pháp nói trung đạo Để nhất nghĩa đế Ngài dùng nhạc cụ này Để làm Pháp biểu trưng sợi dây đàn này bạn xem nếu chỉnh quá căng nó sẽ vi đứt chỉnh quá trùng thì âm thanh của nó không vang nhất định phải chỉnh sao cho vừa đúng là biểu thị ý nghĩa này vừa đúng không căng cũng không trùng gọi là trung đạo biểu thị cái ý nghĩa này chỗ cao minh của thánh nhân là biết dùng tâm bình thường. Không lệch hai bên. Đây là đạo cụ. Trên tay nam phương thiên vương cầm là kiếm, kiếm tượng trưng cho trí huệ, kiếm huệ tượng trưng cho ý nghĩa này. Trên tay bắc phương thiên vương cầm là rồng hoặc là rắn. ở Ấn Độ và Trung Quốc đều cho rằng rồng rắn biết biến hóa. Đại biểu cho mọi người, mọi sự, mọi vật ở trong xã hội này đều thiên biến, dạng hóa. Bạn phải nhìn cho rõ ràng. Tay phải Ngài cầm hạt châu. Hạt châu biểu thị cho bất biến, ở trong mọi biến đổi bạn cần nắm vững được nguyên tắc bất biến bất biến chính là định huệ chính là thành kính nắm vững nguyên tắc này để đối nhân sự thế bất luận xã hội biến đổi như thế nào mà chỉ cần nắm vững nguyên tắc này thì đều có thể ứng phó ung dung, đều có thể giáo hóa tự tại. Đạo cụ mà Bắc Phương Thiên Vương cầm là chiếc lọng, lọng che. Lọng là đại biểu cho phòng ngừa ô nhiễm. Khi không có ô nhiễm thì xếp lọng lại. Khi có ô nhiễm thì mở lọng ra. xã hội hiện nay của chúng ta mỗi một người đều bị ô nhiễm nghiêm trọng ô nhiễm ở trong tâm ô nhiễm tinh thần ô nhiễm tư tưởng kiến giải ô nhiễm sinh lý bên ngoài là ô nhiễm môi trường hiện nay khi chúng ta tạo tượng tứ thiên vương Cái lọng đó của bác thiên vương Cần mở ra không được xếp lại Chúng ta phải hiểu đạo lý này Cái lọng che đó phải mở ra Cho nên cái ý nghĩa giáo dục này Vô cùng sâu sắc Chúng ta không nên xem họ như là thần linh Thế thì sai rồi đó chính là mê tín cõi trời đau lợi người trung quốc gọi là vị vua cõi trời này là ngọc hoàng đại đế có lẽ trong rất nhiều tôn giáo nước ngoài gọi là thượng đế chúa trời cũng chính là ngài có rất nhiều cõi trời mỗi tầng trời đều có chúa trời đều có một nhân vật lãnh đạo Tại vì sao chúng ta khẳng định đó là Vua trời đau lợi mà không là vua trời khác vậy Nhìn thấy kinh điển của họ Lý luận và phương pháp tu hành mà họ nói ra Vô cùng giống với cõi trời đau lợi Tu thập thiên nghiệp là có thể giảng sanh về cõi trời đau lợi Chúng ta thử xem kinh điển của cơ đốc giáo mô -si có 10 điều răng. 10 điều răng đó của họ vô cùng giống với thập thiện nghiệp đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải biết không phải tin thượng đế rồi thì có thể được cứu, không thể có sự việc này. Mà phải tu pháp mà thượng đế đã chỉ dạy. Trên kinh điển thượng đế dạy các bạn làm như thế nào thì bạn phải làm như thế đó mới được. Bạn không làm được Thì không thể sanh lên cõi trời Ngài vẫn có điều kiện Như vậy mới gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Cũng có điều kiện Không phải nói tôi tin rồi thì có thể giảng sanh Không được Hiện nay có một số người đề xướng bổ nguyện niệm Phật tôi phát nguyện cầu xanh thì nhất định được xanh làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ trong nguyện có hạnh thì nguyện này mới gọi là nguyện chân thật điều này không biết phật đã nói trên kinh bao nhiêu lần rồi nếu nguyện không có hạnh thì gọi là nguyện suông nguyện đó là giả dối không thể thành hiện thực bạn phải biết được đạo lý này phật không lừa dối người tự mình lừa dối chính mình thì bị thiệt thòi to rồi dùng hạnh thực tiễn nguyện thực tiễn nguyện vọng của bạn tại vì sao chúng ta phải xem trọng tam phước lục hòa tam phước lục hòa là pháp cơ bản mà phật ở trên kinh quán vô lượng thọ đã nói với chúng ta Ba đời chư Phật Đều là tu ba điều này Làm chánh nhân cho tịnh nghiệp Chúng ta tu tịnh nghiệp Để giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta tin a di đà Phật Tin có Tây Phương tịnh độ Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ Ở mức thấp nhất Là phải làm được tam phước Không làm được tam phước Thì không thể giảng sanh Ta mỗi ngày niệm 10 dạng câu Phật hiệu Người xưa nói đau mồm rác họng cũng uổng công Lời nói này là thật chứ không phải là giả Ở trong Tam Phước Ở mức thấp nhất phải làm được một điều Bạn mới có thể giảng sanh Bạn có thể làm được điều thứ nhất Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiền nghiệp phát nguyện niệm phật cầu sanh tịnh độ thì có thể giảng sanh hạ phẩm bạn làm được điều thứ hai điều thứ hai đương nhiên bao gồm cả điều thứ nhất và cộng thêm thọ trì tam quy đầy đủ các giới không phạm oai nghi thì bạn giảng sanh trung phẩm đây là tam bối trên kinh vô lượng thọ nâng cao thêm nữa bạn có thể phát bồ đề tâm Tin sâu nhân quả độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Thì giảng sanh thượng phẩm Đây là pháp căn bản Chứ đâu có thể nói là Chỉ phát nguyện không cần phải tu hành Thì có thể giảng sanh Phật không có nói gì vậy Dứt khoát không được hiểu lầm Không được bỏ lỡ nhân duyên quá tốt Ở ngay trong đời này Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện là Pháp Căn Bản Nội dung toàn kinh nói là điều gì? Chính là nói cái phước thứ nhất Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng Từ tâm không sát hại tu thập thiện nghiệp Trên bộ kinh này là nói điều này Bạn muốn hỏi cách giảng bốn câu Của điều phước thứ nhất này như thế nào? Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này Chính là chú giải cho bốn câu này Tu học như lý như pháp Đại sư Thiện Đạo nói Giảng người tu giảng người giảng sanh Không sót một người nào Bạn làm không đúng như pháp Thì bạn không thể đi được rồi Phật không có nói sai Do bạn tự mình hiểu sai đi ý của Phật. Phật ở trên kinh vô lượng thọ cũng dạy chúng ta. Đương hiếu ư Phật. Dạy chúng ta tôn sư trọng đạo. Đây chính là giáo nghĩa của Kinh Địa Tạng Nhất định phải hiểu rõ những đạo lý này Tu Diệm Ba Thiên Cũng gọi là Trời Giả Ma Tên gọi của khu vực này đúng ra phải là tu diệm ma thiên gọi là trời giả ma bởi vì vua cõi trời tu diệm ma tên là giả ma. Tu diệm ma dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là diệu thiện hiện nay pháp danh của lão hòa thượng ở phổ đà sơn cũng giống như vậy cõi trời này rất sung sướng rất vui vẻ ngoài tu thập thiện nghiệp đạo ra còn có tu định phải cộng thêm định công mới có thể được sanh gì đó chỉ tu thập thiện nghiệp đạo thôi thì không được Họ không thể giảng sanh Chỉ có thể sanh về cõi trời đau lợi Muốn lên trên nữa phải thêm định công Nó thật ra vẫn phải tu từ bi hỷ xã Từ bi hỷ xã là khoa mục tu chủ yếu Của cõi trời sắc giới Họ cũng tu Nhưng công phu đương nhiên không thể sâu bằng Người cõi trời sắc giới nhưng họ vẫn có tu không phải không lên trên nữa mỗi tầng định công thiện lợi chúng ta nói là tích lũy công đức phải tăng thêm gấp bội dần dần lên trên cao nữa thật là không đơn giản Mọi người thử nghĩ xem Sanh về cõi trời đã là không dễ Huống hồ là về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật Việc này chúng ta không thể xem thường được Không được xem là quá dễ dàng Cũng không được xem là quá khó Xem quá khó thì bạn sẽ không dám tu Xem quá dễ thì sẽ lơ là cẩu thả Nhất định sẽ hỏng việc Cho nên cõi trời dục giới tu thập thiện thượng phẩm trong đó có kèm theo một chút vị đáo định họ tu định công nhưng định công chưa có đạt đến trình độ nhất định đạt đến trình độ nhất định chính là hoàn toàn điều phục được dục chúng ta gọi là dục vọng phật quy nạp thành năm loại Tài sắc danh thực thủy Gọi là ngũ dục Năm loại dục này Họ đều phục được rồi Tuy là chưa có dứt gốc Nhưng nhất định không khởi hiện hành Vậy mới có thể sanh về sắc giới Họ có điều phục ngũ dục Nhưng chưa có dứt hẳn Cũng chính là nói Sáu tầng trời này càng lên cao Thì ý niệm dục của họ càng tan nhạt Nếu dục niệm hoàn toàn điều phục được Dù hiện ngay trước mặt Thật sự họ cũng không có động tâm Không khỏi ý niệm Họ sẽ sanh về cõi sắc giới Định công này được xem là thành tựu Họ có thể sanh về Cõi trời sắc giới Sơ thiện Sắc giới có 18 tầng trời Chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây Phạm chúng thiên Phạm phụ thiên đại phạm thiên đây là sơ thiền ba loại trời sơ thiền này chúng ta nói ba tầng trên thực tế nó chỉ có một tầng một tầng nhưng hưởng thụ phước báo khác nhau phạm chúng là giống như nhân dân người dân bình thường phạm phụ là giống như đại thần đây là người làm quan cao làm quan lớn thì hưởng thụ đương nhiên sẽ cao hơn rất nhiều so với bình dân đại phạm thiên là giống như vua trời vậy thì phước báo càng lớn hơn cùng một tầng trời nhưng có ba cách hưởng thụ khác nhau Sắc giới Sơ thiện Tuy họ có hưởng thụ Cái gì nên biết Họ không có ý niệm Tâm địa thanh tịnh Phạm là Tiếng Ấn Độ xưa Dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc chính là thanh tịnh Bạn xem sơ thiền Tâm địa đã thanh tịnh Lên cao hơn thì không cần nói nữa Càng lên trên càng thanh tịnh Nhị thiền gọi là quang thiên Trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm Cổ Đức nói đại khái sơ thiền dường như có cách tổ chức xã hội giống như nhân gian chúng ta vậy có nhân dân có quan lại có quốc dương nhị thiền trở lên thì không còn nữa là thế giới bình đẳng chân thật là cộng hòa không có quốc dương đại thần gì cả mọi người thấy đều bình đẳng Trong sự bình đẳng đó Phước báo vẫn có sự khác nhau Tại vì sao có khác nhau vậy? Công phu tu hành của mỗi người khác nhau Thí dụ như Chúng ta đi học ở trường Học cùng một lớp Chỉ là rất bằng nhau Nhưng thi vẫn có đứng nhất Đứng gì vẫn còn xếp hạng Thế thì khác nhau rồi trông giống nhau có chỗ khác nhau Trước khi thành Phật Đều có cái hiện tượng này Cùng là Bồ Tát Đẳng Giác như nhau Bồ Tát Đẳng Giác Nếu cùng nhau đi thi Thì vẫn có đứng nhất, đứng nhì, đứng thứ ba Chỉ có đến quả địa như lai Thì hoàn toàn bình đẳng Một mấy may khác biệt Cũng không còn nữa những sự và lý này đều không khó hiểu Trời thiểu quang Có hào quang Nhưng tương đối ít một chút Ít hơn một chút so với người khác Trời vô lượng quang thì hào quang lớn một chút Hào quang từ đâu mà có vậy? Xin thưa với các vị là Tâm thanh tịnh liền tỏa hào quang Tâm địa thanh tịnh cho nên họ tỏa hào quang Thực ra Toàn bộ tất cả dạng vật Đều có hào quang Hôm kia Sư Ngộ Toàn đem hình ảnh đưa cho tôi xem Sư nói bên ngoài có một loại máy Có thể chụp hào quang của con người Sư đã có chụp thử Đã đưa hình cho tôi xem Tôi nói dứt khoát Đừng bị mắc lừa Bị người ta gạt rồi Quả thật là Con người có hào quang Vật cũng có hào quang Ngay cả cây cỏ cũng có hào quang Đây là sự thật Màu sắc hào quang của mỗi người thì khác nhau Lớn nhỏ khác nhau Thông thường Người luyện khí công có thể nhìn thấy Người có sức định Thì càng không cần phải nói nữa rồi nhìn thấy trên người bạn tỏa ra hào quang người luyện khí công gọi là khí họ nói đây là khí người tu thiền định đó đây là hào quang từ màu sắc hào quang lớn hay nhỏ có thể nhận biết tâm hạnh con người bạn là thiện hay là ác người tâm địa thiện lương từ bi tâm thiện hạnh thiện thì tỏa ra hào quang là màu vàng kim trong sáng Đây là màu thù thắng nhất Kế đến là màu vàng Màu sắc kém một chút Cho nên quỷ thần nhìn thấy người tu hành Tại vì sao tôn kính vậy? Họ nhìn thấy hào quang Năng lực này của họ là do báo mà có Quỷ thần có được quả báo ngũ thông Họ nhìn thấy người thiện Không phải người tu hành Người hành thiện Người tâm địa lương thiện từ bi Hành thiện Hào quang đó đều tốt Quỷ thần nhìn thấy vẫn tôn kính Không dám làm tổn hại Cõi trời quan âm Có thể dùng ánh sáng để biểu đạt âm thanh Cho nên nhị thiện Con người giao tiếp với nhau không cần nói chuyện Nói chuyện rất mệt Nói nhiều sẽ hao hơi Tổn hại cơ thể Họ giao tiếp Bằng cách phóng quang Họ ở đó phóng quang Người khác nhìn thấy ánh sáng đó Thì thấy đều biết rõ là ý gì rồi ngôn ngữ thì có giới hạn ngôn ngữ rất vụng về trời nhị thiền trở lên đều không cần dùng ngôn ngữ mà dùng phóng quan để thay thế trời tam thiền còn cao hơn nữa tâm địa thanh tịnh hơn tam thiền gọi là tịnh thiên trời thiếu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh cũng là nói từ trên sự khác biệt của tâm thanh tịnh đây là ba tầng trời của tam thiện cho nên ba loại quan ba loại tịnh đều là nói về công hạnh tốt hoặc xấu tứ thiền thì rất đặc biệt. Tứ thiền tổng cộng có chín loại khác nhau, có chín tầng trời. Phước sanh thiên, phước ái thiên, quảng quả thiên. Đây là tầng trời thông thường của cõi trời tứ thiền, giống như cõi trời tam thiền ở phía trước vậy. Phước sanh, phước ái, quảng quả, tứ thiền gọi là phước thiên là phước báo lớn nhất tam tai không đến được ở nơi đó không có tam tai trên kinh nói tam tai gồm có nạn lửa nạn nước nạn gió nạn lửa có thể thiêu đốt đến sơ thiền tầng trời sơ thiền cũng có tam tai không thể tránh khỏi tam tai tầng trời nhị thiền là nạn nước nước có thể nhấn chìm đến tầng trời nhị thiền cũng chính là tầng trời nhị thiền không có nạn lửa nhưng có nạn nước và nạn gió cõi trời tam thiền tâm địa thanh tịnh không có hai loại nạn nước và lửa nhưng có nạn gió đến tầng trời tứ thiền thì có phước báo lớn nên ba loại tai nạn nước lửa gió này đều không có nước lửa gió là ba tai nạn lớn trên kinh phật nói là đại tam tai tiểu tam tai là kiếp đau binh ôn dịch đói khát nghĩa là mất mùa đói khát đây là tiểu tam tai phật nói đại tam tai tiểu tam tai ý nghĩa này chúng ta cũng rất khó hiểu. Trước đây đọc kinh cũng đọc qua một cách rất qua loa. Giảng kinh dựa theo chú giải của người xưa, cũng giảng một cách mập mờ qua loa. Trước đây Tôi có đến Nhật Bản để viếng thăm Đến Hiroshima và Nagasaki Hiện trường sau khi bị ném bơm nguyên tử để tham quan Mới chờ hiểu ra Tiểu tam tai mà Phật nói Chính là chiến tranh hạt nhân Nơi mà bơm hạt nhân nổ Đó chính là kiếp đau binh Tám năm chiến tranh giữa chúng ta với người Nhật Bản Không được xem là tiểu tam tai Chiến tranh hạt nhân là tiểu tam tai Phật nói trên kinh Kiếp đau binh thời gian bao lâu vậy? Bảy ngày bảy đêm Chiến tranh bảy ngày bảy đêm là kiếp đau binh Tám năm đánh nhau giữa chúng ta với người Nhật Bản Không được tính là kiếp đau binh Đại Thế Chiến lần thứ nhất, Đại Thế Chiến lần thứ hai Đều không được xem là kiếp đau binh Chiến tranh hạt nhân Sau khi bơm hạt nhân nổ Chúng tôi mới chợt hiểu ra Chính là Phật nói sự việc này Sau khi nổ xong Chất phóng xạ Tồn tại 7 tháng 7 ngày bảy tháng bảy ngày này bạn vẫn không chết mạng sống này của bạn có thể giữ được có một số người không phải bị chết ngay lúc nổ đó nhưng bị nhiễm phóng xạ sau bảy tháng họ có thể sống được thì mới có thể xác định là còn sống phật nói đây là ôn dịch hóa ra ôn dịch là sự việc như vậy Là tai nạn sau khi bị nhiễm phóng xạ Nơi bị nổ bơm Người Nhật Bản nói với chúng tôi Đến năm thứ 8 Thì mặt đất mới có thể mọc cỏ Chúng tôi mới hiểu được lời của Phật nói Đối khác là 7 năm 7 tháng 7 ngày Mặt đất mới có thể mọc cỏ cây được, đất mà cây cỏ không thể sống được thì con người đương nhiên phải bị đói khát rồi. Chúng ta thử nghĩ xem, sức mạnh của chiến tranh hạt nhân hiện nay so với Hiroshima và Nagasaki đó không biết là lớn gấp bao nhiêu lần. Bụi phóng xạ nghiêm trọng nơi bị nổ bom Hiroshima và Nagasaki đó, 8 năm đất mới mọc cỏ. Cho nên đại thế chiến lần thứ ba chính là tiểu tam tai mà phật đã nói đến rồi đại tam tai là hủy diệt tinh cầu chúng ta hiện nay nhìn thấy nạn lửa những thiên thể phát sáng đó chính là lửa toàn bộ là một biển lửa mặt trời chính là biển lửa tình trạng của đại tam tai chúng ta rất khó hiểu hiện tại tình hình của tiểu tam tai cơ bản chúng ta có thể hiểu được đôi chút vô cùng đáng sợ cõi trời tứ thiền mới là nơi có phước tam tai không thể đến được Trong Đại trí Độ Luận, Phật nói với chúng ta Thiên nhân cõi sắc giới Chủ yếu là tu thiền định Nếu như chỉ tu thiền định mà không tu phước Thì làm gì có phước báo lớn như vậy được chứ Họ phải tu tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã đây là chủ tâm của thiên nhân cõi sắc giới họ tu bố thí trì giới tu bố thí thì tâm được vui bố thí nhiều thì vui nhiều họ xả được họ chịu bố thí như vậy mới có thể Dùng sức định của họ Sanh về trời Tứ thiện Sự khác nhau của trời tứ thiện Cũng là do sức định sâu hay cạn Tu phước nhiều hay ít Mà sanh ra tướng khác biệt Trong tứ thiền còn có một tầng trời đặc biệt nữa là Trời vô tưởng, trên kinh Phật nói cho chúng ta biết Đây là tầng trời ngoại đạo Phần lớn đều là người học Phật Nhưng hiểu sai đi ý của Phật Họ tu định Ở trong định không có ý nghĩ gì Một niệm cũng không sanh Vô tưởng tu thành công rồi Thì giảng sanh về nơi này có định không có huệ là một điều sai lầm ý nghĩa của thiền định là trong định có huệ thiền na là tiếng phạn dịch thành ý nghĩa tiếng trung quốc là tịnh lự Tỉnh là định Lự là công phu quán chiếu ở trong đó Cũng chính là nói họ nhìn thấu Chứ không phải định khô cứng Một niệm không xanh Nhưng biết rõ mọi thứ Sáng tỏ mọi thứ Vậy mới gọi là thiền định Nếu như có một niệm không xanh Mà bên ngoài không biết gì cả Thì không được rồi như vậy là có định, không có quệ Khi tu thành công rồi Thì tương lai bạn sẽ đi về Cõi trời vô tưởng Tu Phật Pháp là định quệ Bằng nhau gọi là thiền định Samatha thì bà Samatha dịch nghĩa là chỉ tức Tì bà xá na dịch nghĩa là khoáng tưởng hoặc giả là dịch thành quán kiếm quan sát có những ý nghĩa như vậy chỉ tu một thứ sẽ lệch về một bên đều không thể thành tựu được người chỉ tu định thì dễ hôn trầm có tu thành cũng là tầng trời vô tưởng người chỉ tu huệ không thể đắc định tâm lúc nào cũng bay bổng vọng tưởng rất nhiều nên tại vì sao chú trọng vào thiền định thiên là định huệ ngang nhau định huệ giữ thăng bằng công phu như vậy là chính xác năm loại sao cùng này là nơi thánh nhân tu hành trời vô phiền trời vô diệt trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắc cứu cánh thông thường cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên ai ở đó vậy tam quả tiểu thừa cũng gọi là trời tịnh cư tứ thiền là phàm thánh đồng cư độ Trong tầng trời phàm phu Có phước sanh phước ái quảng quả và vô tưởng Bốn loại người trời này Không thể nhìn thấy Người trời của tầng tịnh cư Không thấy được Tuy biết họ tu hành ở nơi này Nhưng không thể nhìn thấy Giống như thế gian này của chúng ta Trái đất này của chúng ta cũng là phàm thánh đồng cư độ có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán trụ ở nơi này Nhưng người chúng ta không thể nhìn thấy Các bạn tụng Từ bi Tam muội thủy xám Trong đó nói là đạo tràng của tôn giả Ca Nạc Ca ở Tứ Xuyên Người thường đến đó không nhìn thấy gì Chỉ thấy một vùng núi hoang du Khi quốc sư Ngụ Đạt đến Thì nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm Có duyên mới có thể nhìn thấy được, không duyên thì không thể thấy, là phàm thánh động cư độ. Trên kinh điển nói cho chúng ta biết, Tôn giả Ca Diếp vẫn chưa có nhập niết bàn, ngài đang ở núi Cây Túc. Ngài cũng thường hay xuất hiện, nhưng chúng ta cũng không nhận ra ngài. Ngài biết biến hóa. Ngài còn phải đợi Phật Di Lặc ra đời Đem y bác của Thích Ca Mâu Ni Phật Truyền cho Phật Di Lặc. Phật Di Lặc xuất thế Trên kinh nói 560 ức dạng năm Tôn giả Ca Diếp Phải đợi thời gian dài như vậy Tâm người được thanh tịnh thì tuổi thọ mới tự tại. Muốn trụ bao lâu thì trụ bấy lâu không ngăn ngại gì. Cho nên tôi khuyên mọi người nên phát nguyện. Nguyện lực phải mạnh hơn nghiệp lực của chính mình. Mà liền chuyển ngay, liền được tự tại. Nếu bạn không chịu phát nguyện, thì cả đời này nhất định sẽ bị dẫn mạng chi phối. Bạn không thể thoát ra khỏi vận mạng Nhất định phải phát đại nguyện Xả thân vì người Thì bạn mới có thể được tự tại Đời sống tự tại Tuổi thọ tự tại Trụ thế tự tại Giáo hóa tự tại Tất cả mọi sự nghiệp không có gì không tự tại Nguyện lực không thể nghĩ bạn Tại vì sao không phát nguyện chứ? Đại sư Pháp Chiếu Triều Đường là tổ sư đại thứ tư của tông tịnh độ chúng ta. Ngài nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tự của Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đại Sơn. Đây là người có duyên. Ngài nhìn thấy Văn Thù Phổ hiện. Nhìn thấy Pháp hội hơn một dạng người Tụ hội Bồ Tát Văn Thù giảng kinh thuyết Pháp Ngài cũng có nghe một buổi Ngài còn thỉnh giáo cho Bồ Tát Văn Thù là Phật Pháp đã bước vào thời mạt Pháp căn tánh của người thời kỳ mạt Pháp tương đối chậm lục Thưa Bồ Tát Văn Thù Tu Pháp môn nào dễ dàng thành tựu Bồ Tát Văn Thù dạy Ngài tu Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ngài Pháp Chiếu vốn dĩ là tham thiền Nghe Bồ Tát Văn Thù dạy xong Liền phát nguyện chuyên tâm niệm Phật Ngài lại thỉnh giáo cách niệm Phật như thế nào Bồ Tát Văn Thù truyền dạy cho Ngài phương pháp niệm Phật sau đó ngài rời khỏi ngũ đài sơn khi rời khỏi ngài đánh dấu khắp nơi để lần sau trở lại sợ quên đường cuối cùng đánh dấu mấy lần xong quay đầu lại thì chùa đã biến mất rồi chỉ thấy một vùng núi hoang vu mới biết là không thể nghĩ bàn không thấy đạo tràng đâu nữa là phàm thánh đồng cư độ phàm phu không thể nhìn thấy không có duyên thì không thể nhìn thấy cảnh giới của thánh nhân rồi thế giới ta bà này của chúng ta trên kinh nói có ba nơi phạm thánh đồng cư độ một là thế gian này của chúng ta thứ hai là tầng trời thứ tư của dục giới trời đau suốt nội diện đau suốt là đạo tràng của bồ tát di Lặc thiên nhân đau suốt không thể nhìn thấy Chỉ nghe nói thôi chứ không biết ở nơi nào Thứ ba là Trời tịnh cư Tần tứ thiệt Đây là ngũ bất hoàng thiên Đây là ba nơi phạm thánh đồng cư độ Các ngài tu hành ở nơi đó Tuy đều là Thánh nhân tam quả Tại vì sao gọi là bất hoàng vậy? Vì không còn trở lại dục giới nữa Họ sẽ thành tựu ở nơi này Trên Kinh nói Người lợi căng Họ sẽ ở ngủ bất hoàng thiên Trực tiếp chứng quả A-la-hán Thoát khỏi tam giới Thoát khỏi lục đạo luân hồi Tại nơi này A-la-hán lợi căng nếu là người căng tánh kém thì phải thông qua trời tứ không mới có thể ra khỏi tam giới được người lợi căng thì không cần thông qua trời tứ không mà trực tiếp chứng a la hán ra khỏi tam giới đây là thiên nhân tình cư chúng ta không giới thiệu về ngũ bất hoàng thiên thêm nữa kiến tư phiền não trong tam giới gọi là tư hoặc Tám mươi phẩm Trong tam giới Tam giới chia ra Chính địa Mỗi một địa Có chính phẩm Chính nhân chính là Tám mươi phẩm tư hoặc Sanh đến ngũ bất hoàng thiên Mới có thể đoạn hết Đoạn hết thì Chứng quả A-la-hán Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa xuất hiện ở thế gian thể hiện thành Phật dưới cội Bồ Đề. Sau khi thành Phật là giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh phải có người khải thỉnh. Không người khải thỉnh thì Phật cũng hết cách. Người thế gian Ai có thể biết được Thích Ca Mâu Ni Phật Ai có thể biết được đây là Bậc Đại Trí Huệ Là Bậc Đạo Sư Cõi Trời Người Có ai biết được Ngài chứ Người thế gian không ai khải thỉnh Trong tình hình như vậy thì Phật phải nhập Niết Bàn Phải thể hiện diệt độ Thiên nhân tịnh cư nhìn thấy rồi Họ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Liền giỏi dàng xuống thỉnh cầu Thiên nhân tịnh cư đã thỉnh cầu thay chúng ta Cho nên Phật mới trụ thế 80 năm Giảng kinh thuyết Pháp cho chúng ta hơn 300 hội Chúng ta phải cảm kích thiên nhân tịnh cư Nếu họ không thỉnh Pháp thì thế gian chúng ta làm gì có Phật Pháp để nghe chứ Cho nên họ cũng rất từ bi Thương xót tất cả chúng sanh khổ nạn Khuyến thỉnh như lai thuyết Pháp Tầng cuối cùng Trời Ma Hê Thủ La Có một số kinh nói trời Ma Hê Thủ La Chính là trời sắc cứu cánh tại vì sao ở chỗ này phải liệt kê tên riêng của nó ra vậy trên kinh cũng có nói ma hê thủ la là thượng thủ của thiên nhân tịnh cư ý nghĩa này nghe cũng hay tịnh cư thiên chính là ngũ bất hoàng thiên trong đó vị đại đức được mọi người tôn kính nhất gọi là ma hê thủ la đây là nhờ thiền định được đại tử tại cho nên ma hê thủ la cũng có thể gọi là đại tử tại thiên đây là 18 tầng trời sắc giới Chỉ giới thiệu đơn giản đến chỗ này Còn dưới đây là Nải chí phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên Hai chữ nải chí là tỉnh lược bớt Đây là nói trời tứ không Trời vô sắc giới Trong phàm phu Thiên nhân trời vô sắc giới Thật ra là người rất thông minh Rất có trí huệ Ở Trung Quốc thời xưa Lão Tử Ngài xuất hiện vào Triều Chu Thời Đại Xuân Thu Là cùng thời đại với Khổng Tử Lớn tuổi hơn Khổng Tử Người này thông minh ngài nói ta có hoạn nạn lớn bởi vì ta có thân ngài nói ta có hoạn nạn rất lớn hoạn nạn gì vậy vì ta có thân này thân là gốc của khổ nếu như không có thân thể thì tốt biết bao tự tại biết bao là phàm phu cao cấp cho nên ngài biết thân là gốc của khổ làm sao để xả bỏ thân đây không cần thân nữa ngài chán ghét sắc thân tăng cường định lực ngài thật sự có thể xả bỏ xả lìa sắc thân để nâng cao lên trên nữa người bình thường chúng ta gọi là linh giới dựa vào phật pháp để nói chỉ có thần thức mới không có sắc thân dạng này chúng ta liền gọi là vô sắc giới trời sắc giới thiên nhân cõi sắc giới đã ly dục rồi loại phiền não nghiêm trọng này ngũ dục lục trần xả hết rồi thoát khỏi dục giới đến sắc giới sắc giới vẫn còn sắc tướng vẫn còn thân thể vẫn còn môi trường cư trú những thứ này vẫn là phiền phức vẫn chưa phải rốt ráo xả sạch cái này liền đến trời tứ không trời tứ không vẫn là phạm vi của lục đạo hoàn toàn chưa có ra khỏi lục đạo tầng thứ nhất của trời tứ không là trời không xứ sau khi lìa khỏi sắc rồi Thì bước vào không xứ Tâm duyên hư không Không có sắc tướng Đỉnh này gọi là đỉnh hư không Tầng thứ hai là trời thức xứ không cũng xả bỏ hết không và sắc là hiển hiện đối lập cho nên hư không không phải chân thật họ cũng phải đem không xả bỏ sạch không xả bỏ hết rồi nhưng vẫn còn tồn tại thức Đây là nơi mà họ duyên vào để đặt cho nó một cái tên gọi là Thức Xứ. Thật ra, xã không là không chấp vào không. Chứ không phải thật sự xả bỏ hết cái không Mà là không còn chấp trước tướng không nữa Trong tâm không còn ý niệm đối lập không và sắc Vào lúc này Vẫn còn thức Cho nên gọi là thức xứ Người tu hành lúc này Nếu như phát hiện còn thức Thì vẫn là chuyện phiền phức vẫn chưa phải rốt ráo thức chính là phân biệt đem phân biệt xả bỏ sạch thì liền vào trời vô sở hữu xứ là tầng thứ ba của vô sắc giới nhập vào vô sở hữu khi tu định này thì buông xả tất cả cảnh giới trong và ngoài buông xả cảnh giới hai bên trong ngoài rồi xả bỏ hết rồi nên gọi là vô sở hữu đến tầng cao nhất này là tời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bởi vì ngay cả thức họ cũng không duyên vào. Cho nên đây là phi tưởng. Chỗ không khởi tác dụng cũng không duyên vào. Nên gọi là phi phi tưởng. Phi tưởng phi phi tưởng. Đây là cảnh giới cao nhất ở trong tam giới có rất nhiều cách nói về phi tưởng phi vi tưởng có thể tham chiếu cách nói ở trong kinh luận trên kinh lăng nghiêm nói rất rõ ràng trên đại tự điển phật học thông thường cũng có giải thích tỉ mỉ đây là trời vô sắc giới thông thường những học nhân đến cảnh giới này thì cho rằng đây chính là đại niết bàn mà trong quả địa như lai đã nói họ không biết đây là trời phi tưởng phi phi tưởng cứ cho là cảnh giới này chính diễn bất sanh bất diệt đâu có biết là họ vẫn có tuổi thọ tuổi thọ của họ chính là do sức định của họ sức định của họ có thể duy trì được bao lâu vậy? Trên kinh nói tám dạng đại kiếp. Con số này rất lớn. Tám dạng đại kiếp là như thế nào? Thế giới này của chúng ta một lần thành trụ hoại không là một đại kiếp. Thế giới thành trụ hoại không? Trong một đại kiếp có bốn trung kiếp Bốn trung kiếp chính là thành trụ hoại không Đây là bốn trung kiếp Thế giới ta mà hiện tại của chúng ta Là ở đúng vào kiếp trụ Thành trụ là kiếp trụ Tám dạng đại kiếp chính là thế giới này Thành trụ hoại không tám dạng lần Họ có sức định sâu như vậy nên tuổi thọ của họ dài như vậy sau khi thế giới thành trụ hội không tám vạn lần rồi thì họ vẫn phải bị đọa lạc vẫn bị rơi xuống họ không thể lên trở lại được nữa họ chỉ đọa xuống khi đọa thì đọa rất thê thảm rồi người thông thường nói là trèo càng cao thì té càng nặng trên kinh lăng nghiêm nói thiên nhân tứ không sau khi đọa lạc xuống thì phần lớn là đọa vào địa ngục A Tỳ từ chỗ cao nhất rớt xuống chỗ thấp nhất. Vì sao vậy? Phỉ bán Phật, pháp tăng do lỗi lầm phỉ bán Tam Bảo mà đọa vào địa ngục A Tỳ. Tại vì sao họ có ý niệm phỉ bán Tam Bảo vậy? Vì họ nghĩ ta đã thành Phật, chứng được đại niết bàn rồi, tại vì sao bây giờ vẫn còn bị đọa lạc? trong tâm sanh ra hoài nghi cho rằng lời chư phật như lai nói là giả không phải thật vậy liền đọa lạc là do tự họ hiểu sai nhận lầm đó không phải là cảnh giới niết bàn của như lai không những không phải quả địa như lai mà là quả địa tiểu thừa cũng không phải là do hoàn toàn hiểu lầm cho nên tu hành càng lên cao thì cảnh giới đó càng khó phân biệt tà chánh đây là lý do tại vì sao thế tôn ở trên kinh lăng nghiêm nói cho chúng ta biết 50 loại ngũ ấm ma cảnh giới ma hiện ra chúng ta cho nó là cảnh giới phật thế thì bị lầm to rồi người mới học như chúng ta nếu muốn Tránh khỏi ma chướng Phương pháp duy nhất là y giáo tu hành Những gì Phật nói trên kinh Nhất định dân theo Lời do người khác nói Không phải lời trên kinh Phật nói Thì nhất định không được tin theo Như vậy thì có thể tránh bị rơi vào Ma đạo Cho nên điều quan trọng nhất Là chúng ta phải tin Phật Chúng ta là học theo Phật Chúng ta gần gũi một vị thiện tri thức Lời của vị thiện tri thức này nói ra Đúng giới trên kinh Thì chúng ta tin Nếu trên kinh không có Thì chúng ta không tin Không nên học theo họ Phật nói vô lượng pháp môn khi nói thì ứng với cơ duyên mà nói cơ duyên khác nhau thì phật nói pháp khác nhau do đó chúng ta muốn học pháp môn nào dựa vào kinh điển gì điểm này là quan trọng hơn hết sau đó mới không đến nỗi hiểu sai đi ý nghĩa chân thật của như lai thí dụ như phật nói với chúng ta thế giới tây phương cực lạc thì nhất định là có thật chúng ta tu tịnh độ thì dựa vào kinh điển tịnh độ phật ở trên những kinh điển khác nói dạng pháp đều không nếu bạn nói tất cả đều không thì thế giới tây phương cực lạc cũng không phật đã từng nói như vậy cho nên bạn không tin vì chẳng phải bạn đã bỏ lỡ cơ hội lần này rồi sao học pháp môn nào thì dựa theo kinh điển của pháp môn đó mà tu học những kinh điển nào nói khác với pháp môn này thì nhất định không được dựa theo thật sự đạo lý này rất cạn không hề quá sâu không khó hiểu giống như học trong trường đại học hiện nay bạn học khoa nào thì nhất định phải dựa theo chương trình của chính khoa đó mà không được học chương trình của khoa khác bạn học những môn học khác không giống với môn học của khoa bạn không những không được lợi ích trái lại còn phá hoại vậy chẳng phải là cùng đạo lý hay sao phật ở trên kinh thường hay dùng y vương để làm thí dụ thí dụ này sẽ rõ ràng hơn thầy thuốc chẩn đoán kê to thuốc cho bệnh nhân kê to thuốc cho bạn thì người khác không dám uống do vì bệnh khác nhau mà bạn vừa uống thuốc này liền khỏi ngay người khác vừa uống liền chết ngay tám dạng bốn ngàn pháp môn là tám dạng bốn ngàn loại to thuốc khác nhau để độ 8 dạng 4 ngàn bệnh nhân khác nhau Thì làm sao có thể tùy tiện mà uống được chứ Cho nên chúng ta tu Pháp môn giảng sanh Nhất định phải căn cứ theo kinh giảng sanh Trên Đại Tạng Kinh Phật nói Ba kinh một luận gọi là kinh giảng sanh Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân Là bốn bản này Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Đại Thế Chí Viên Thông Chương Là do người đời sau thêm vào Thêm vào rất hay Cũng có thể nương tựa Nhưng định không có vấn đề gì Hiện nay gọi là Năm Kinh Một Luận Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh phải căn cứ theo kinh điển này thì không sai. Không được dựa vào kinh điển khác. Những gì trên kinh điển khác nói có tương ưng với lý luận phương pháp cảnh giới thì chúng ta có thể tham khảo. Nếu không tương ưng như định không đọc như định không nên xem thì công hạnh của bản thân chúng ta mới thật sự có phần nắm chắc mới có thể thành tựu nếu bạn kinh gì cũng đọc kinh gì cũng xem thì bạn bị phiền phức lớn rồi không những bản thân bạn tu học không thể thành tựu mà bạn cũng không thể giáo hóa chúng sanh bạn giáo hóa chúng sanh lấy chỗ này một chút lấy chỗ kia một chút sẽ khiến cho chúng sanh bị mê hoặc điên đảo ngày nay học phật là vô cùng vô cùng khó khăn. Tại vì sao tôi không dạy ở diện phật học? Đạo lý là ở chỗ này. Diện phật học mở ra rất nhiều chương trình, mời rất nhiều pháp sư giảng mỗi ngày khiến cho những học sinh này mê hoặc điên đảo, như sai như dại, chẳng thu được hiệu quả gì. Bản thân tôi học Phật được một chút lợi ích hoặc ở chỗ là May mắn gặp được thiện tri thức Một người giải Tiếp nhận lời giải của một nhà Đi một đường Vậy thì rất đơn giản Không phức tạp Không có nghi hoặc Điểm này rất quan trọng Rất quan trọng Sau này chúng tôi mới hiểu ra sư thừa mà nhà nho nhà phật nói chính là ý nghĩa này tôi học với một vị thầy nghe lời dạy của một vị thầy vị thầy này phải chịu trách nhiệm về tôi nếu như tôi còn muốn đi học với người khác thì vị thầy này không cách gì dạy được chân thật gần gũi thiện tri thức theo cách sư thừa đó của người xưa Bạn theo sát một lão sư Nhất định không được phép học với người thứ hai Không được nghe lời chỉ dạy của người thứ hai Thì bạn mới có thể thành tựu Lão sư phải chịu trách nhiệm nhân quả đối với bạn Trách nhiệm này rất nặng Chỉ sai dẫn dắt sai đường cho bạn Thì họ phải nhận ác báo nhưng mà chính mình bạn không tiếp nhận bạn muốn đi khắp nơi nghe người khác còn muốn xem kinh sách khác thì vị lão sư này không thể chịu trách nhiệm gì bạn được rồi từ nay về sau e là sư thừa đã không còn nữa mất hết rồi cho nên có thể thành tựu được hay không là hoàn toàn ở mỗi cá nhân hay nói cách khác không có gì thầy nghiêm túc phụ trách dạy cho bạn Lão sư muốn tìm học trò như vậy Nó thật ra cũng không thể tìm ra Hoàn toàn dựa vào sự giác ngộ của chính mình Muốn chân thật giác ngộ Chân thật thành tựu Thì vẫn phải đi con đường cũ Nhất định chỉ học với một vị lão sư Tôi khuyến khích mọi người Chúng ta ngày nay học theo ai vậy? Học theo a di Đà Phật a di Đà Phật ở đâu vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là a di Đà Phật Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ Tiếp nhận lời giáo huấn của a di Đà Phật Những gì a di Đà Phật dạy chúng ta làm Thì chúng ta chăm chỉ làm a di Đà Phật không dạy chúng ta làm Chúng ta nhất định không làm Chúng ta chỉ nghe theo a di Đà Phật Chứ không nghe theo bất kỳ người nào Bạn đời này nhất định giảng sanh Ngoài ra Còn có một vị đại đức Có thể giúp ta một tay Đó là Ngài Ấn Quang Đại Sư Ấn Quang Đại Sư văn sao Từng câu từng chữ Tương ưng với kinh giảng sanh Thường xuyên đọc tụng văn sao của Ấn Tổ Làm bạn với Ấn Tổ Nghe lời chỉ dạy của Ngài Dân theo lời hướng dẫn của Ngài Đoạn ác tu thiện Giữ trọn luân thường Làm tròn bổn phận Tin sâu nhân quả thật thà niệm Phật Thì nhất định sẽ được sanh về tịnh độ đây là con đường duy nhất của chúng ta trong đời này cầu giảng sanh cầu ra khỏi tam giới lục đạo ngoài con đường này ra không có con đường thứ hai nào khác xin mời xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây nhất thiết thiên chúng long chúng quỷ thần đẳng chúng tất lai tập hội đoạn này là nói đến những đại chúng thiên long bát bộ những đại chúng này chúng ta lại đọc tiếp đoạn kinh văn này dưới đây dưới đây là chúng thần phục hữu tha phương Quốc độ cặp ta bà thế giới Thế giới ta bà là bản địa của chúng ta Còn có thế giới phương khác Thần biển, thần sông lớn, thần sông nhỏ Đây là thủy thần Thủy có lớn nhỏ Người Trung Quốc gọi là Long Vương Thọ thần, sơn thần, địa thần, xuyên trạch thần Miêu giá thần Trú thần, giả thần Không thần, thiên thần Ẩm thực thần, tháo mộc thần như thị đẳng thần giai lai tập hội Chúng ta hợp chung hai đoạn này lại để nói Hai đoạn này là nói về bát bộ và tất cả chúng thần Trước đây Pháp Sư Thánh Nhất Giảng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện ở Cửu Hoa Đều đã có giới thiệu về những chúng thần này chúng thần cũng đến tham gia đại hội này. Lần tụ hội này không hề ngẫu nhiên. Mà đều là có nhân duyên sâu dày với Bồ Tát Địa Tạng trước đây. Nếu không có duyên, khi Thích Ca Mâu Ni Phật khai mở pháp hội lần này ở cung trời đau lợi thì họ sẽ không thể tham gia được chúng ta nhìn thấy đại chúng tham gia pháp hội không thể không có nghi hoặc không những có Chúng trời, chúng thần này. Phần sau còn nói có chúng quỷ. Chúng ta tiếp tục xem Kinh Văn. Phục hữu tha phương quốc độ cập ta bà thế giới, chư quỷ vương. Sở vị ác một quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm tai nõa quỷ vương, hành bệnh quỷ vương nhiếp độc quỷ vương từ tâm quỷ vương phúc lợi quỷ vương đại ái kính quỷ vương như thị đẳng quỷ vương giai lai tập hội đã liệt kê ra 10 loại quỷ vương Cõi quỷ Cũng tương đối phức tạp người có phước đức ở trong cõi quỷ thì được xưng là quỷ vương chúng ta tu phước ở nhân gian không uổng công phước báo là chân thật phước mà bạn tu tương lai bạn nhất định được hưởng phước báo Nhưng hưởng phước báo ở nơi nào thì không nhất định rồi Phải xem bạn ở đường nào Bạn có phước thì bất luận ở đường nào Cũng đều hưởng phước Rơi vào trong đường quỷ cũng hưởng phước Xin thưa với các vị Chỉ có đường địa ngục thì vô phương Bạn ở cõi trời, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ Người có phước đức đều hưởng phước ở trong cõi quỷ thì làm quỷ dương Những người này Những chúng sanh này Đều là có duyên với Phật Đặc biệt là có duyên sâu với Bồ Tát Địa Tạng chúng ta từ trên kinh này thấy được chúng sanh thập pháp giới thấy đều tụ hội tại nơi đây thật không thể nghĩ bà đây là điều chúng ta chưa từng nhìn thấy trong tất cả các pháp hội khác trên kinh hoa nghiêm cũng có Chúng sanh thập pháp giới Cũng đều đến dự hội Nhưng mà Nếu sánh với kinh địa tạng Thì vẫn không bằng Vì sao vậy? Trong lần tụ hội của kinh địa tạng này Phần trước chúng ta nhìn thấy Tất cả chư Phật Tất cả chư Phật như lai mười phương ba đời Không sót một vị nào Thấy đều đến đầy đủ Điều này ở trong hoa nghiêm không nhìn thấy Từ chư Phật như Lai Cho đến chúng sanh địa ngục Đến những quỷ vương này Có rất nhiều quỷ vương cai quản địa ngục Thấy đều đến tham dự Quá hiếm có Sau khi chúng ta đọc đoạn kinh văn này rồi Nhất định không được xem thường biết được lần Pháp hội này là thù thắng vô song. Nguyên nhân gì vậy? Những người này, những chư Phật như Lai này đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay, lão sư có việc, học trò sao dám không đến chứ? Oai đức của Bồ Tát Địa Tạng lớn như vậy sao? Đúng vậy. Địa Tạng là gì? Tâm Địa. không phải nói một người phía trước vừa mở đầu liền nói với bạn địa là tâm địa chân tâm bổn tánh tạng là vô lượng trí huệ đức năng vốn có ở trong bổn tánh hết thảy chúng sanh đều nương vào cái này để tu hành thành phật ngày nay giảng pháp môn địa tạng là tất cả chư Phật như Lai ủng hộ Tất cả chúng sanh phải nương tựa, phải dựa vào Cho nên Pháp hội này là thù thắng đứng đầu Hoa nghiêm không thể sánh bằng Hoa nghiêm cũng là phải nương vào nó mới có Nó là chỗ dựa căn bản Các vị phải biết tầm quan trọng của vấn đề này Chỗ dựa căn bản chính là phước đầu tiên của Quán Kinh Chúng ta ngày nay lơ là Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp Xin thưa với các vị Dù tu pháp môn gì Bạn trong đời này cũng không thể thành tựu Vì sao vậy? Bạn không có nền tảng Nên học Phật Phải trải qua vô lượng kiếp rồi Chúng ta học Phật tuyệt đối không phải chỉ có một đời này Chúng ta xem thấy tin kinh vô lượng thọ Nhóm người cùng với vua a xà thế này nó thật ra chính là nói chúng ta Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật Nhưng hiện tại vẫn là phạm phu Vẫn còn trôi lăng trong lục đạo Cúng dường 400 ức Phật Tu hành Nghe Pháp Không phải là ít Tại vì sao không thể ra khỏi tam giới vậy? Tại vì sao không thể giảng sanh? Điều này trước đây, Lý Lão Sư thường nói, một dạng người niệm Phật hiếm có được dài ba người giảng sanh. Là đạo lý gì? Bạn không có tu từ căn bản. Bạn xem thấy những người giảng sanh đó, giảng sanh tướng lành tốt như vậy. Có thể họ nghe kinh cũng rất ít. Nghe Pháp cũng không nhiều. Họ thật sự giảng sanh bạn lại hỏi thăm thật kỹ xem người này nhất định là hiếu dưỡng cha mẹ nhất định là tôn kính sư trưởng tâm địa rất từ bi bạn thử hỏi thăm kỹ xem họ đối nhân xử thế trong đời sống thường ngày nhất định là phù hợp với điều đầu tiên của tam phước có ai dạy họ không không ai dạy họ cả họ vốn dĩ là như vậy họ là người rất từ bi họ rất tôn trọng người khác Chân thật làm được Chúng ta không bằng họ Vì sao vậy? Đọc được một ít sách Học được một chút Phật Pháp Là cống cao ngã mạng Cảm thấy mình rất tài giỏi Người khác không bằng ta Họ có thể giảng sanh Chúng ta thì lại bị đọa lạc Vẫn còn trong luân hồi Vì sao vậy? Họ chưa từng đi học bao giờ Không biết chữ Họ rất khiêm tốn Rất nhúng nhường Lúc nào cũng luôn thấy tự ti Thấy mình không bằng người ta Nhưng họ giảng sanh Cho nên học càng nhiều Trước đây Lý Lão Sư nói Khi không được đi học Còn biết hiếu thuận cha mẹ Học nhiều rồi Thấy cha mẹ không được ăn học Tưởng là học vấn học gì của mình đã cao hơn cha mẹ Nên học càng cao Thì con mắt càng chạy lên trên đỉnh đầu Ngay cả cha mẹ cũng chẳng xem ra gì Thì làm sao có thể tôn trọng sư trưởng được chứ Người như vậy một ngày niệm mười giảng câu Phật hiệu Cũng không thể giảng sanh Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ Đại đạo lý này Y giáo phụng hành Mới không đến nỗi uổng phí một đời này Bộ Kinh Địa Tạng Thích Ca Mâu Ni Phật mở Pháp hội này Ở cung trời đau lợi Là giảng Pháp căn bản Nên chúng sanh trong thập Pháp giới Thấy đều đến đầy đủ cả Đến tham gia Pháp hội này Thật không thể nghĩ bà Tên của những thiên thần Quỷ thần này Đều không khó hiểu Mọi người có thể xem tên là hiểu nghĩa Tôi ở chỗ này Sẽ lượt bỏ bớt nếu các vị muốn biết Có thể tham khảo giảng ký của Pháp Sư Thánh Nhất Bài giảng ký này lưu thông rất rộng Ngài giảng rất hay Đơn giản rõ ràng Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Thích ca mâu Ni Phật Cáo văn thù sư lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát Nhữ quán thị Nhất thiết chư Phật Bồ Tát Cập Thiên Long Quỷ Thần Thử thế giới tha thế giới Thử quốc độ tha quốc độ Như thị Kim lai tập hội Đáo đao lợi thiên giả Nhữ tri số phủ Chữ bất này đọc là phủ chữ phủ trong khả phủ bồ tát văn thù sư lợi là trí huệ bậc nhất trong bồ tát phật không bảo người khác mà bảo ngài nếu ngài không biết được thì cũng đừng nên hỏi những người khác không cần hỏi ngài có trí huệ bậc nhất trong bồ tát phật gọi ngài và hỏi ông tự quan sát xem những đại chúng đến dự hội này nhất thiết chư phật bồ tát cặp thiên long quỷ thần đây là nói chánh báo những người đến tham dự họ từ đâu mà đến thử thế giới tha thế giới thử quốc độ tha quốc độ bao gồm tận hư không khắp pháp giới đây là y báo Chúng ta nói là đến từ bốn phương tám hướng. Đây là đến từ tất cả cõi nước chư Phật trong Pháp giới. Người đến nhiều như vậy. Ông có biết là bao nhiêu người hay không? Thứ Ca Mâu Ni Phật Trong hội vô lượng thọ Chúng ta nhìn thấy đại chúng Có hai dạng người Còn pháp hội này đại chúng tham dự Không thể nghĩ bà Nhìn thấy pháp hội Thù thắng Liền biết được tầm quan trọng của pháp môn Chúng ta thử xem Bồ Tát Văn Thù trả lời như thế nào Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật Ngôn Thế Tôn nhược dĩ ngã thần lực Thiên kiếp trắc độ bất năng đắc tri Lời nói này là thật chứ không phải là giả Văn Thù là trí huệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát Ngài nói dùng năng lực của Ngài để mà quan sát, để nhận định xem. Độ chính là đo lường. Thời gian bao lâu vậy? Ngàn kiếp. Dùng năng lực của con trong thời gian dài như vậy để tính cũng không thể tính ra được. Số người tham gia Pháp hội bao nhiêu vậy? Quá nhiều. Phật cáo văn thù sư lợi, ngô dĩ Phật nhãn quán cố do bất tận số, Phật nhãn Thì không gì không biết Không gì không thấy Phật ở chỗ này nói câu nói này Là nói lời Khiêm tốn Lời khiêm nhường Nói với văn thù sư lợi Là ta dùng Phật nhãn như lai Cũng tính công hết Huống hồ là ông là cố hết sức để miêu tả người tham dự pháp hội rất đông đảo để nói lên sự thù thắng trang nghiêm của pháp hội ý nghĩa hàm chứa ở bên trong là tầm quan trọng của pháp hội vô cùng quan trọng nói ra tất cả kinh cũng không có kinh nào quan trọng bằng kinh địa tạng Đây là giống như Ở Singapore Đang không ngừng xây dựng vậy Chúng ta thấy mỗi con đường khắp nơi đều có thi công Đều có xây cao ốc Bất luận xây cao ốc như thế nào Trước tiên phải làm nền móng cho tốt Pháp môn địa tạng là xây nền móng Mà nói quan trọng biết bao bất luận là xây lầu cao bao nhiêu xây theo hình thức nào thì nền móng là giống nhau phải vững chắc phải kiên cố chứng tỏ pháp môn sâu rộng vô tận vô lượng pháp môn của phật pháp vô lượng pháp môn đều xây dựng trên nền tảng này không có nền tảng này thì bất kỳ pháp môn nào cũng không thể thành tựu Bạn mới biết tầm quan trọng của pháp môn này Người đến tham dự nhiều như vậy Là đại biểu cho vô lượng pháp môn Vô lượng pháp môn đều quy về một nền tảng này Hết thể chư Phật như lai tu hành thành Phật Không phải chỉ nương theo bộ pháp môn thành tựu Mà pháp môn nào cũng có thể viên thành Phật đạo nhưng đều xây dựng trên nền tảng này Bỏ đi nền tảng này thì nhất định không thể thành tựu Chúng ta trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp đã lơ là đi nền tảng này Cho nên không thể thành tựu Nếu trong đời này vẫn lơ là nền tảng này như cũ Cho dù đời này niệm Phật thì cũng chỉ kết duyên với a di Đà Phật Chứ không thể giảng sanh Bạn muốn hỏi đến lúc nào bạn có thể giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc bạn phải làm được điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước thì có thể giảng sanh làm được điều đầu tiên chính là làm được pháp môn địa tạng tôi đã nói qua với các chị rồi bạn làm được điều thứ nhất thì sanh về thế giới tây phương cực lạc là hạ bối làm được điều thứ hai có thể làm được hai điều thì giảng sanh trung bối làm được điều thứ ba thì giảng sanh thượng bối đây là sự thật nếu bạn nói tôi làm không được điều thứ nhất tôi làm được điều thứ hai thứ ba là giả làm gì có việc đó chứ giống như xây lầu vậy tôi không cần nền móng cũng không cần tầng thứ nhất tôi xây tầng thứ hai thứ ba được rồi làm gì có loại đạo lý này chứ đoạn kế tiếp thế tôn liền nói ra nguyên nhân gì sao như vậy thử giai thị địa tạng bồ tát cửu viễn kiếp lai dĩ độ đương độ vị độ dĩ thành tựu đương thành tựu vị thành tựu biểu pháp ý nghĩa rất sâu vô lượng kiếp đến nay vô lượng pháp môn tất cả những người tu học thành tựu đều dựa vào nền tảng này đây là biểu thị ý nghĩa này người đã được độ đã được thành tựu chính là chư phật mười phương người đang độ đang thành tựu là tất cả bồ tát người chưa được độ chưa thành tựu đã có duyên sâu dày với Bồ Tát Địa Tạng. Phạm là người học Phật đều có duyên. Nhưng bạn hiện nay vẫn chưa được độ. Đang độ chính là đại chúng trời rồng quỷ thần. Bao gồm những người như chúng ta ở trong đó. Chúng ta là thuộc vào nhóm chưa độ, chưa thành tựu chúng ta làm thế nào từ chỗ chưa độ chưa thành tựu cũng có thể đuổi kịp đã độ đã thành tựu chỉ dựa vào sự nỗ lực của chính chúng ta chính chúng ta trong đời này thật sự phải chịu làm thật sự chịu y giáo tu hành chúng ta từ chỗ chưa độ chưa thành tựu tiến vào đến chỗ đã độ đã thành tựu thì chúng ta trong đời này được thành tựu Các vị đồng tu nhất định phải nhớ kỹ Chúng ta ở nơi đây Có treo bốn chữ do Ngài Pháp Lão viết Tri ân báo ân Báo ân cha mẹ Báo ân thầy tổ Báo ân Phật Báo ân chúng sanh Họ có ân gì với chúng ta ta phải biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Bạn mới biết ân, mới biết báo ân. Tại vì sao người thế gian không biết báo ơn gì? Do không tri ân. Ngay cả chữ tri ân còn không biết, thì họ làm sao có ý nghĩ báo ân được chứ? Họ không hề có ý nghĩ này. Có được cái tâm báo ân chính là hiếu kính. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, bạn đã làm được Ở trong đời sống thường ngày Đoạn tất cả ác tư Tất cả thiện gì sao chị? Để báo ân Nếu bạn không đoạn ác tu thiện Không sửa chữa lỗi lầm Thì bạn có lỗi với cha mẹ Có lỗi với sư trưởng Đó chính là bất hiếu Ở trong xã hội chúng ta hiện nay phát tâm xuất gia không thể làm thầy không thể làm mẫu mực vì là bất hiếu là đại bất kính làm thầy là làm mực thước cho đại chúng xã hội làm mô phạm cho đại chúng xã hội chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm tự mình thử nghĩ xem có thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội hay không nếu không thể không thể chính là bất hiếu chính là bất kính là bạn không làm được tại vì sao làm không được vậy phải tìm ra cho được nguyên nhân phải trừ bỏ nguyên nhân này sửa chữa lỗi lầm thì chúng ta mới có thể từ chỗ chưa độ đến chỗ đã độ từ chỗ chưa thành tựu đến đã thành tựu phải chân thật làm việc này là việc của mình chứ không phải việc của người khác người khác không thể giúp được nhất định phải tự mình tự mình giác ngộ tự mình độ chính mình sửa chữa lỗi lầm sửa tập khí sửa tâm lý đọc tụng đại thừa y giáo phụng hành vậy mới có thể thành tựu nếu đời này không thể khắc phục chướng nạn của mình khắc phục tập khí lỗi lầm của mình những cứ theo thói cẩu thả thì chúng ta trong đời này cũng giống y như đời quá khứ vậy chỉ kết duyên với a di đạo phật mà thôi kết duyên với thích ca mâu ni phật với bồ tát địa tạng trong đời này không thể thành tựu duyên kết rất sâu trên kinh di đà nói không thể có ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia duyên này là kết từ nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp qua đã kết duyên sâu dày này mà duyên vẫn không thể chín mùi. vẫn cứ thiếu một đoạn Đoạn bị thiếu này chính là do không thể khắc phục tập khí phiền não của mình. Đọc kinh nghe pháp chưa thể hiểu sâu nghĩa thú. Giống như là hiểu rồi vậy, nhưng thực ra là chưa hiểu. Sao biết bạn chưa hiểu vậy, bạn chưa làm được. Nếu bạn chân thật hiểu rồi thì nhất định làm được. Vì sao vậy? Biết nó hay Nhận biết rồi Hai bên bạn chúng ta Một bên là để nắm đất Một bên là để nắm vàng Tặng cho bạn một thứ Bạn lấy cái nào? Chỉ được lấy một cái Thì bạn nhất định là lấy vàng Vì sao vậy? Biết nó quý Cho nên Phật ở trên kinh nhiều lần dạy bảo chúng ta Thâm giải nghĩa thú Hiểu khó làm dễ Tại vì sao bạn làm không được vậy Bạn không biết Bạn không hiểu Phật Pháp chân thật là Biết thì khó Nhưng làm thì rất dễ Thích ca mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp 49 năm là biết khó Hành chỉ trong khoảng một niệm một ý niệm chuyển trở lại liền siêu phạm nhập thánh Ý niệm không chuyển trở lại được Là do hiểu chưa đủ thấu triệt Thâm nhập chưa đủ sâu Pháp hành của chúng ta Nói thật ra Dựa vào cửa hiểu Bạn hiểu được càng sâu Thì bạn hành sẽ càng chu đáo Nói được không làm được Nói lời thành thật Là do bản thân chưa có hiểu sâu cho nên họ không hành được nói được nhất định sẽ làm được nói được không làm được là gì dựa theo chú giải của người khác dựa theo lời văn mà hiểu nghĩa chứ chính mình cũng không hiểu tôi nghe nói còn có một số người giảng kinh phật đọc một đoạn kinh văn liền kể một câu chuyện không biết tìm những câu chuyện này từ đâu nghe nói chuyện kể ra hoàn toàn không có liên quan gì với kinh văn họ cũng gọi là giảng kinh như vậy làm sao có thể hành được chứ dựa theo chú giải của người xưa để giảng còn gượng gạo có thể cho qua nơi thật ra cần phải tự mình thấu triệt nghĩa kinh bản thân làm được rồi nói ra mới là chắc thật một mảy may nghi hoặc cũng không có. vì sao vậy? làm được rồi. hiệu quả tự mình thể nghiệm được, mình đạt được rồi. chúng ta xem kinh văn dưới đây. văn thù sư lợi bạch phật ngôn, thế tôn ngã dĩ quá khứ cũ tu thiện căn chứng vô ngại trí văn phật sở ngôn tức đương tín thọ. bồ tát văn thù nói ngài có thể tin những gì phật dạy phật nói đại chúng đông như vậy đều là những người được bồ tát địa tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã độ đang độ chưa độ cũng tập trung tham gia pháp hội đã thành tựu đang thành tựu chưa thành tựu thấy đều đến cả bồ tát văn thù có thể tin việc này không nghi ngờ nhưng bồ tát văn thù liền đề ra tiểu quả thanh văn Thiên Long bát bộ cặp vị lai thế chư chúng sanh đẳng tùy văn như lai thành thực chi ngữ tất hoài nghi hoặc thiết sử đỉnh thọ vị miễn hưng bán bồ tát văn thù nói mấy câu này rất hay khi trí huệ chưa khai mở công phu chưa có thành tựu nghe thấy phật nói những lời này thông tránh khỏi nghi ngờ bồ tát địa tạng làm gì có đạo lực thần thông lớn như vậy hết thảy chư phật mười phương ba đời đều là do ngài đổ lời nói này chúng ta có thể tin được không Bồ Tát Văn Thù Tinh Không có nghi ngờ Phần đông mọi người nghe xong nhất định nghi ngờ Cho nên chúng ta phải giải thích đạo lý này cho rõ ràng Địa là tâm địa Là chân tâm, là bổn tánh Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho Pháp này Không nên chết cứng ở trên câu văn, câu chữ. Như vậy thì bạn sai rồi. Như định sẽ nghi ngờ. Bạn cho rằng Bồ Tát Địa Tạng có lẽ là Kim Địa Tạng ở cửu Hoa Sơn. Thế là bạn sai rồi. Kim Địa Tạng là một trong những phân thân của Ngài Địa Tạng. Là hóa thân của Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng hóa vô lượng vô biên thân đây là một trong những phân thân phải hiểu được cái lý chân thật sự chân thật ở trong đó thì chúng ta sẽ không còn nghi ngờ nếu không thì bạn sẽ có nghi ngờ từ nghi ngờ sau đó phỉ bán pháp tội lỗi này rất nặng bồ tát văn thù nêu ra nghi vấn này mục đích của ngài là muốn yêu cầu thế tôn nói rõ tường tận tỉ mỹ cho mọi người biết những việc tu nhân chứng quả rộng độ chúng sanh của bồ tát địa tạng chuyện này ở đoạn kinh văn kế tiếp hôm nay thời gian đã hết rồi chúng ta chỉ học đến đây a di đà phật